quay trở lại với kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm nay mình làm cái video này mình mong là sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người, nếu như ai mà cái người chồng hoặc là anh chị ở bên Mỹ á, mà mới qua định cư Mỹ mà muốn mua đồ về cho người thân trong gia đình ở nhà mình á, nhưng mà mình không biết cái số size giày của cái người thân của mình á là bao nhiêu, và mình không có biết quy đổi ra cái size giày từ ở Việt Nam và bên Mỹ như thế nào á, thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video này hướng dẫn với tất cả mọi người, cũng như là phân tích cho mọi người biết được là cái số size ở bên Việt Nam bao nhiêu và số size bên Mỹ bao nhiêu ha mọi người ha. Thì trước tiên á, mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người đó là giày nữ trước đi ha. Bây giờ á, thường á thì bên Việt Nam mình á, mà những cái cô mà xin lỗi mọi người, những cái cô nào á mà quen chồng hoặc là quen bạn trai ở bên Mỹ á, mà những người bạn trai ở bên Mỹ mà mua đồ về cho á, và những cái người ở bên Việt Nam chưa bao giờ mua đồ ngoại á, thì sẽ bảo đảm là sẽ không bao giờ biết cái số size ở bên nước ngoài mua như thế nào. Thì tại vì mình đã từng nằm trong trường hợp đó nên mình biết. Lúc đó ông xã mình, ông nói ông sẽ mua, ông nói là cái thứ, những cái mẫu giày này nè mình rất thích khi mà ở bên Việt Nam, nhưng mà mình, các bạn mua thì ở bên Việt Nam nó có những cái loại dỗm, nó đi rất là đau chân và cái đế nó không có vững, cho nên đi nó hay dễ bị lật gót lắm. Cho nên á, ông xã mình ông nói là ở bên Mỹ rất là nhiều để anh mua cho em, nhưng mà tới cuối cùng ra mình nói cái số size bên Việt Nam thì ảnh không biết quy đổi số size bên Mỹ và bên Việt Nam như thế nào. Rồi á, mà bây giờ khi mà mình qua đây á thì mình chính tay mình đi mua và chính tay mình đi lựa từng đôi và mình mang từng đôi, thì mình mới biết được cái số size chuẩn của ở bên Mỹ và bên Việt Nam như thế nào. Thì mình sẽ nói những cái cơ bản cho các bạn phân biệt được ha. Thì á, cái những cái mẫu giày như thế này đó các bạn, những cái mẫu giày như thế này ha, những mẫu giày mà nó có cái độ dốc như vậy và bít mỏ hoặc là hở mỏ một chút xíu, thì á mình á là mình mang số size 36, là ở bên Việt Nam mình là số size nhỏ nhất là 35, 36, 37, 38, 39, 40, đúng không? Thì nó sẽ có từng size từng size. Thì ở bên đây họ có cái size là size số 5 là nhỏ nhất, size số 5, 5 rưỡi, 6, 6 rưỡi, 7, 7 rưỡi, 8, 8 rưỡi. Thì họ mỗi một cái size gì họ sẽ nhích lên là rưỡi, là 5, 5,5 hoặc là 6, 6,5. Đó là cái số size như vậy. Thì mình á, mình mua cái size của cái đôi giày nè, ông xã mình lần đầu ảnh mua cho mình 3 đôi, là một đôi là size 5, 5 rưỡi và một size 6. Thì mình mang cái đôi 5 rưỡi rất là vừa, với điều kiện không mang vớ nha các bạn. Với những cái mẫu giày mà không mang vớ như những cái mẫu thứ này, như những cái mẫu như thế này á, thì các bạn không mang vớ được, thì các bạn mua size 5 rưỡi các bạn có thể mang được. Hoặc là các bạn mua size số 6, tùy theo hãng nha các bạn, không phải hãng nào cũng như nhau nha các bạn. Tại vì á, mình biết á, là bữa mình đi thử á, có những đôi 5 rưỡi mình mang không vừa, nhưng mà có những đôi 5 rưỡi mình lại mang vừa. Đó là cái số size của nó, thì trên là 5 hoặc 5 rưỡi. Với những cái mẫu này á, thì phải chịu khó là phải mua là hên xui thôi. Nếu như không vừa thì về mấy chị chịu khó mua cái đồ độn ở phía dưới á, mình mang. Thì á, cái đôi này mình mua ở bên Việt Nam á là size 36, 37 gì đó. Thì 36, 37 mà cái số mà 300 mấy á. Thì ngày trước á, thì nó có in số 300 mấy, nhưng bây giờ mình thấy hầu như nó in số là 30 mấy không à, 35, 36, 37 không à. Thì mình đôi này là mình mua Việt Nam nè các bạn. Cái mẫu này là mình mua Việt Nam, là cái đôi này của mình là size 36. Thì tương ứng với cái đôi này ở bên Mỹ là mình mua size số 6, là mang là hai chân là vừa luôn nha các bạn. Và có những cái mẫu mà cao như thế này á, thì cái đôi này á là mình mua cái size 5 rưỡi. Cái mẫu này là size 5 rưỡi các bạn, hồi nãy mình mới xếp cái mạc rồi. Cái mẫu này là mình mang mua size 5 rưỡi đó các bạn, 5, 5,5 á. Thì khi mà các bạn càng mang cao thì các bạn mang nhích đi một size. Ví dụ như á, cái với cái số size này nó có 3 loại là 5, 5 rưỡi và 6. Thì những cái mẫu này thì nếu như các bạn mang size 36 thì ở Việt Nam mình là size 35, 36 thì các bạn sẽ mua là ví dụ 5, 5 rưỡi thì các bạn sẽ mua 5 rưỡi. Thì nó sẽ vừa với chân mình hơn. Thì cái quy luật của các bạn lựa giày á, và lựa dép á, là càng thấp thì các bạn mua nó hơi rộng hơn một chút xíu, mà càng cao thì các bạn phải mua cho nó thiệt là bó sát. Tại vì khi mà bạn mang những cái đôi giày cao như thế này á, mà các bạn mang rộng á, là các bạn bước nó sẽ chợt cái gót và nó mất.
Và khi các bạn đi ngang như vậy á, thì cái chân của bạn bề ngang này nó sẽ bè ra. Và khi các bạn đi nhón như thế này á, thì cái chân của mình nó có cái độ ngắn lại và cái chân của mình nó cần cái sự ôm sát để khi mà mình đi nó không có bị vuột cái đôi giày. Đó là cách mình lựa giày á. Là ví dụ như cái đôi này thì mình sẽ lựa là 5,5, tại vì cái đôi này hôm bữa mình lựa đôi size 6 thì vẫn mang vừa, nhưng mà đi nó không có thoải mái, đi là nó hay vuột cái gót cả. Rồi á, bây giờ á thì á, các bạn đây mấy mẫu này là mình cũng lựa nè. Đây là size 6 đó các bạn. Nè, những cái mẫu mà cái đế nó hơi chuối chuối gì nè là các bạn lựa size 6 ha. Còn á, những cái đôi giày giống như là giày Adidas như thế này các bạn. Cái đôi này mình mua ở Việt Nam nè các bạn. Đôi này mình mua đều ở Việt Nam là mình mua size 36 hoặc là size 37 mình vẫn mang được. Tại vì á, cái định luật mà ông bà người ta hay dạy mình á là giày thừa dép thiếu. À, dép các bạn có thể thiếu được chút xíu, nhưng mà giày các bạn không thể nào thiếu được. Giày là phải mua giày hơi rộng rộng một chút xíu, đặc biệt là giày nếu mà các bạn mua mà nó chật, nó ôm quá thì các bạn đi sẽ rất là đau chân. Và được có một cái á, là khi các bạn mang giày á, nó có rộng hơn chút xíu á, thì các bạn có thể mang vớ vô, hoặc là mang cái đôi vớ hơi dày một chút xíu, hoặc là các bạn thắt cái con dây giày nó xiết hơn chút mà các bạn cũng có thể mang được. Thì á, với size giày á, thì mình mua ở Việt Nam là size 36 hoặc 37, nhưng mà còn ở bên đây á, là size giày á, là cái đôi này là mình mua số 7 nha các bạn. Đôi giày này mình mua size số 7 nha các bạn. Là mang mua size số 7 với cái chân mà mang giày ở bên Việt Nam là size 36 mới vừa đó, thì số 7 mới vừa nha các bạn. Tại vì á, giày này á, mình đi nó thấp thì cái chân mình nó bè ra hơn rồi. Và đặc biệt là mình phải mang vớ nữa thì nó phải nhích hơn, muốn nhỉnh hơn một size. Nó nhỉnh hơn một size là thay vì mình mua đôi này 5,5 thì mình phải mua đôi này tới số 7 lận. Thì các bạn thấy nó nhỉnh hơn rất là nhiều. Ví dụ như 5,5, 6, 6,5, 7, tất nhiên là nhỉnh lên 3 size. Các bạn thấy không? Cái đôi này là mình mang rất là vừa chân luôn các bạn. Vừa chân luôn, nó không có bị gọi là quá rộng. Nhưng mà mình phải lựa size số 7 mình mới mang vừa. Bữa đó mình thử size số 6 thì mang nó không vô. Sọt cái chân nó không vô. Mà nếu như các bạn mang size 66 à, thì hả là chỉ mang đôi giày không thôi, không mang vớ. Mà các bạn biết mà, giày mà mình mang nó bít bùng như thế này mà các bạn mà mang giày không mang vớ nó hôi lắm. Nó rất là hôi, cực kỳ hôi. Rồi á, những cái đôi boot như thế này các bạn. Những đôi boot như thế này á thì các bạn mua cũng như vậy luôn. Các bạn mua size số 7 cho mình. Nếu như các bạn mang size 36 thì các bạn mang size số 7 cho mình thì nhỉnh hơn 3 size hoặc là nhỉnh hơn 2 size đó. Với cái kiểu mà các bạn thấy mà cái size dài mà nó nhỏ quá đó thì tốt nhất thì mình nên nhỉnh hơn 3 size chứ đừng nhỉnh 2 size. Nhỉnh 2 size nhiều khi mang không vô. Giống như khi mà mình lựa cái đôi này nè các bạn, mình đi vô mình là mang size số nếu như mang giày á, là mang size mang dép á, là mang mấy đôi dép cao này là 5,5 là mình mang lấy vừa, chứ còn số 6 thì nó hơi rộng một chút xíu. Nhưng mà khi mà cái này mình lựa, các bạn biết không, mình lựa 6,5 mình nghĩ là mình nhỉnh hơn một size thôi để mình mang vớ là được rồi. Nhưng mà các bạn biết không, mình nhỉnh hơn một size mình mang không vừa 6 á các bạn, mình mang đôi số 6 nó chật cái chỗ này nè các bạn, nó chật cái chỗ mà mình nhón cái gót á, và ngay cái chân của mình á, ngay chỗ này nè các bạn, ngay cái chỗ này nè, thì cái chỗ này nó cong lên nè, nó làm chật cái chỗ này nè các bạn, nó làm cho nó rất là đau. Là khi mà các bạn mang số 6,5, hôm bữa mình lựa là size số 6 với số 6,5 thì mình mang không có vừa rất là đau. Và khi mình mang số 6 á, số 6 với số 6,5 á, thì cái phần chân này nè, cái phần cái chiều dài này nè, cái phần gót này mình đụng tới đây, và cái phần mỏ mình mém mém đụng tới cái phần mỏ này, mình cảm thấy cái chiều dài nó cực kỳ vừa với chân của mình. Nhưng mà cái bề ngang này các bạn, cái chỗ này nó sẽ bị chật. Và mình hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn biết được là khi các bạn mua những cái đôi giày cao như thế này, và đặc biệt là boot, nếu như những cái đôi giày như thế này các bạn có thể lựa 5,5 được, nhưng mà những đôi này các bạn đặc biệt là không lựa được 5,5 thôi các bạn. Các bạn phải lựa bằng với cái size giày là phải lựa số 7, tại vì những cái đôi cao như thế này ngay chỗ này nó hay dễ bị chật lắm. Mà các bạn biết không, những cái đôi boot mà nó đã chật chỗ này là coi như các bạn không hoàn toàn không giờ mang được, không mang được luôn. Và những cái đôi boot như vậy đây thì các bạn mang phải mang vớ nha các bạn. Tại vì lý do tại sao phải mang vớ là như vậy, mình nói cho các bạn nghe, ở bên Việt Nam mình nóng thiệt, nhưng mà nếu như các bạn mà mang giày như vậy không á
thì cái chân của bạn ra mồ hôi và nó thấm vào cái giày nó rất là hôi. Còn đối với Mỹ á, nhiều khi có người họ nói là ở bên Mỹ á, mang giày đã mang bốt như vậy mà còn mang mang giày mang vớ nữa, tại do nước người ta lạnh. Thì á, mình hoàn toàn cũng đồng ý về cái quan điểm là mang vớ để cho nó ấm. Nhưng mà với Việt Nam thì mình khuyên các bạn cũng nên mang vớ, tại vì cái đôi giày này nó là da, mà các bạn biết không, khi mà da mà tiếp xúc với mồ hôi của mình á thì lâu ngày quá nó sẽ thấm vô. Và các bạn biết không, những cái đôi giày như thế này các bạn không thể nào mà đem đi giặt hoài được, giặt là nó sẽ hư cái da. Và đặc biệt là ở phía bên trong nó bị tù hơi á, mà các bạn cứ mang mỗi ngày vậy á là nó sẽ thành cái đôi cái giày nó ghê lắm, nó hôi lắm. Cho nên mình bắt buộc mình phải mang vớ. Thì cái điều các bạn mà muốn mang mà đôi giày mà nó vừa thoải mái vừa đẹp và nó vừa vệ sinh đó, thì là mơ mang cho mình đôi vớ phía trong dùm cái, là mà lựa size số 7 nha các bạn. Nếu như các bạn mà không có mang vớ mà bạn lựa size mà cho vừa chân á, là size số 6 là vừa nhất đó. Giày này không lựa không mang vớ thì là số 6, còn mang vớ là số 7 ha các bạn ha. Rồi bây giờ á, đây nè, cái đôi này mình cũng đây nè, cái đôi này của mình là mình mang size 7.5 nè các bạn. Đây nè, đôi này xong mang size 7.5. Đôi này mình mang 7.5 á thì nó hơi dư cái mỏ một chút xíu. Và cái cổ này nó hơi rộng một chút. Nhưng mà nếu như mà những cái bữa mà lạnh quá đó, mình có thể mang được hai đôi vớ. Vì ở bên Việt Nam thì mình không có, mình nghĩ là không có cần cái điều đó, nhưng mà bên Mỹ này phải cần, tại vì có những cái ngày nó lạnh và có những cái ngày nó rất là lạnh. Ba ơi, bây giờ mẹ mới để ý là mẹ đang quay, tự nhiên ba chung cái đích kỳ quá ba. Các bạn biết không, như cái đôi giày này á thì mình mua size này á, là mình được người ta cho là 7.5. Thì cái đôi này á mình sẽ để dành khi mà mùa đông á mình mang hai vớ. Vì á, có những lúc á ở bên đây á trời nó lạnh, với cái nhiệt độ là các bạn có thể mang một vớ, một có thể mang một đôi giày và một cái vớ thôi. Nhưng mà có những nhiệt độ có khi nó âm và nó lạnh quá thì các bạn bắt buộc là phải mang hai đôi vớ hoặc ba đôi vớ để nó giữ ấm cho mình. Và đặc biệt những cái đôi boot như thế này là nó giữ ấm cực kỳ tốt. Cho nên á, cái đôi này là mình sẽ để dành cho những cái ngày mà quá lạnh đó các bạn. Quá lạnh thì mình sẽ mang đôi này và mình mang hai vớ hoặc ba vớ thì nó vừa hơn. Và cái đôi này cũng vậy luôn. Đâu rồi, cái đôi này hôm bữa mình nhớ là size số 7 rồi em. Cái đôi này là hôm bữa mình nhớ là mình mua size 6.5 các bạn. Mua size 6.5 mà nó vẫn bự. À, đối với cái đôi này nè, thì hôm bữa mình mua là size 6.5. Size 6.5 nhưng mà do cái thiết kế và cái mẫu của nó thì nó hơi bự và cái mỏ nó khá là to. Cho nên á, cái đôi này á mình mang á hai vớ vẫn vừa chân các bạn. Nhưng mà nó xem với cái đôi 7.5 này các bạn. Cái đôi này là đôi 6, 6.5 hay 7.5, 7 gì đó. Tự nhiên trong đây nó không có để số. Thường là nó sẽ in đây nhưng mà cái này nó không in. Thì á, nhưng mà nó xem với cái này, mình nhớ là cái thằng này nó nhỏ hơn cái thằng này một size đó. Thì chắc là 7 đó, chắc là 7, cái này 7.5 đó. Nhưng mà các bạn biết không, mang nó rộng á, nó rộng khi mà mình mang vô nó tương ứng với cái giày này. Cho nên khi mà những cái mẫu này á các bạn lựa thì các bạn chịu khó là để ý một chút, không phải là size giày là cũng như nhau đâu. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn là cái cách mà lựa giày cho người nam và lựa dép cho nam như thế nào ha. Nếu như ở Việt Nam thì á, cái đôi boot, đẹp đôi boot này của chồng mình nè, để coi size số mấy nè, size số mấy vậy anh, size số 7 hả? Đây nè, trong đây nó ghi số 7 nè. Rồi, cái đôi này là size số 7. Thì chồng mình khi mà mình ở Việt Nam á là mình lựa size cho ổng là size giày 36. Giày nam là 36 nha các bạn, đúng không anh? Giày nam là 36 thì ổng mang giày đôi này là ổng mang chỉ một vớ thôi là 37 luôn, số 7 luôn. Đó là cái size của Việt Nam mình với bên Mỹ là ở cứ Việt Nam là 36 thì bên Mỹ là sẽ là số 7. Với giày với dép thì sẽ là số 6 hoặc là số 5.5. Đó. Thì á, ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người nha. Chút đỉnh vậy thì cái size nam với size nữ cũng giống giống nhau thôi. Thì nó cũng là 6 7 8 9 10 giống vậy đó. Còn
còn Việt Nam thì 35, 36, 37, 38, 39, 40 đó. Rồi á, với cái size con nít đó các bạn, size con nít nè mọi người, Henry á năm nay là 4 tuổi mà cái mẫu size này là size số 11. Size số 11 và với cái chân của Henry thì mang ở Việt Nam là mình mua size là hôm bữa mình mua đôi giày cho Henry là size 12. 12 mà qua bên đây là Henry đã lên 2 size rồi. Là nếu như so với Việt Nam là khoảng 11, bên đây là khoảng 13, 14, 15 bên bển. Là nếu như ở bên bển Việt Nam mà bé mang giày mà 14, 15 thì qua bên đây là mang size 11 là vừa nha mọi người. Đó, mình chia sẻ một ít như vậy để cho mọi người, những người nào đó mà có người thân ở Việt Nam cũng như mà những cái người mà ở bên Việt Nam muốn người nhà của mình ở bên Mỹ săn đồ rẻ cho mình, đồ đẹp cho mình thì các bạn cũng có thể nắm được cái số size mà cái trọng cái giống như là cái size mà để vừa với cái chân của mình á, để cho người thân của mình có thể mua cho mình những cái đôi giày vừa ý hơn ha mọi người ha. Thì mong là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình góp phần nào đó giúp cho các bạn hiểu hơn về thời trang bên Mỹ như thế nào và Việt Nam ra sao ha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video của này, nhớ đừng quên like, subscribe kênh cho mình với nhé. Xin chào tạm biệt, bye.